Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Càng chống càng bùng, tổng đi trước, tô bước theo sau. Đã bao nhiêu năm ông tổng bí thư chống tham nhũng, lò ông nung lên và đốt cũng được khá nhiều củi, tuy nhiên không thấy tham nhũng giảm mà ngược lại còn tăng. Chính ông Tô Lâm báo cáo rằng năm 2023 số đối tượng nhận hối lộ bị phát hiện, xử lý cũng tăng gần 700% so với năm 2022. Đấy là con số thống kê của Bộ Công an. Còn thực tế, người dân không thể đếm được, nhưng cũng chứng kiến các vụ tham nhũng sau nghiêm trọng hơn các vụ trước đó. Và đây là hình nhận hối lộ năm nay cao hơn năm ngoái 700%. Vụ chuyến bay giải cứu, quan tham cấu kết gian thương, chiếm đoạt của dân 4.000 tỷ đồng vụ Việt Á cũng móc túi của dân con số tương tự. Tuy nhiên, sang đến vụ vạn thịnh phát thì bọn quan chức nhà nước đã bao che cho Trương Mỹ Lan chiếm dụng tiền của dân lên đến hơn 300.000 tỷ đồng. Nhưng rồi đây, vụ án Trương Mỹ Lan sẽ không còn là vụ án lớn nữa bởi tình hình tham nhũng ở Việt Nam chỉ có phát triển chứ không bị khống chế. Thực ra, cách chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là cách làm trình diễn để lấy tiếng cho bản thân là chính ông trọng vẫn luôn hô hào là chống tham nhũng không có vùng cấm nhưng ông tổng nói một đường mà lại làm một nẻo ông chống đấy nhưng vẫn sẽ có vùng an toàn cho phe ta và tất nhiên khi phe ta đã thấy ăn mà vẫn an toàn thì phe ta đâu có từ thủ đoạn nào để tiếp tục ngay cả việc phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh cũng mang quy lực càng chóng càng bùng đảng muốn nặng ra đảng viên theo khuôn mẫu đạo đức của ông hồ chí minh nhưng rồi chỉ thấy đạo đức quan chức càng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng rồi chuyện đưa đất nước tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa cũng vậy cũng lại biến thành con đường đẩy dân vào địa ngục so với người dân các nước dân chủ dân việt chẳng khác nào sống trong chốn địa ngục với đủ thứ cấm đoán và đây là hình ông nguyễn duy ngọc mơ giấc mơ giữa ban ngày có thể nói việt nam là nước có tỷ lệ công an trên đầu người dân thuộc loại cao từ lực lượng chính quy đến lực lượng không chính quy có thể lên đến vài triệu người đảng dùng công an quản lý mọi ngõ ngách của người dân tuy nhiên dù nhiều công an như vậy nhưng việt nam vẫn là đất nước vô cùng bất an ngay trong khu vực đông nam á việt nam là xã hội bất an nhất người dân cầm điện thoại ngoài đường là bị giật xe máy dựng không có người trông coi là bị bẻ khóa tình trạng bạo lực đang gia tăng trong khi đó ở các nước khác trong khu vực tình trạng trộm cắp rất hiếm xã hội rất an toàn đảng đã đổ rất nhiều tiền vào công an nuôi công an cho thật đông nhưng xã hội việt nam lại bất an nhất tại lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy mới đây ông nguyễn duy ngọc trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an lại hô hào các ngành và cộng đồng chung sức để xây dựng một Việt Nam không ma túy. Đây là điều viễn vông bởi từ trong bản chất của ngành công an, họ không thể nào làm được điều này. Tại vì sao? Theo thông tin từ một người trong ngành cho chúng tôi biết, công an cộng sản thường không muốn diệt trừ hoặc ngăn chặn tội phạm từ trong trứng nước mà họ thường nuôi án. Nghĩa là chính họ thả cho tội phạm lộng hành nuôi cho nó lớn lên mới bắt để lập thành tích lên lon và để đạt chỉ tiêu của ngành. Ngoài ra, trong quá trình nuôi án, công an còn được những kẻ phạm tội cúng tiền để họ làm lơ. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng, càng chống thì tham nhũng càng bùng. Chưa có đất nước nào mà ma túy nhiều như Việt Nam. Hiện tượng say ma túy đá hay còn gọi là ngáo đá rất phổ biến. Ở các thành phố lớn, nơi góc khuất nào cũng đầy rẫy kim tim vứt bừa bãi. Các cầu vượt thường là nơi dân hút chích, tim xong vứt ống tim bừa bãi nên chẳng ai dám đi. Đấy là hậu quả của một xã hội công an trị. Ông Tô Lâm có nhiều lính, được cấp nhiều tiền, nhưng tội phạm ở Việt Nam thì lại rất nhiều. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Càng chóng càng bùng, tổng đi trước, tô bước theo sau. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giáo dục xã hội chủ nghĩa như bãi rác Cô giáo và học sinh chia phe đại chiến. Tối ngày 4 tháng 12, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm học sinh dồn cô giáo vào góc lớp, kèm theo đó là những tiếng chửi bới. Trong khi đó, nữ giáo viên này không dám chống cự mà chỉ dùng điện thoại để ghi lại. Một học sinh trong lớp còn nằm lăn ra đất nhằm vu oan cho giáo viên có hành vi không phải với mình. Kèm với đó là những tiếng chửi tục, cười đùa của nhiều học sinh và đây là hình học trò dồn cô giáo vào góc tường đấu tố sau đó lại có một clip khác được tung ra clip này dài khoảng một phút ghi lại cảnh nữ giáo viên dùng dép đại chiến với một nhóm học sinh ngay trong lớp học làm lớp học hỗn loạn cả lên toàn cảnh của nền giáo dục này đã được ghi lại trong hai clip ngắn thầy không ra thầy và trò không ra trò cả thầy và trò đều không thấy có chút giáo dục nào cả một thành quả tệ hại của cái gọi là giáo dục xã hội chủ nghĩa. Vụ việc sau đó, phía chính quyền xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xác nhận sự việc nữ giáo viên bị nhóm học sinh dồn đến góc lớp, ném dép vào mặt, khiến cô giáo ngất xỉu, xảy ra tại lớp 7C, trường trung học cơ sở Văn Phú, thuộc xã này. Nữ giáo viên trong video dạy môn âm nhạc tại trường nguyên nhân của vụ hỗn chiến cô trò nêu trên được cho là do cô giáo dạy âm nhạc từng nhiều lần có phát ngôn chợ búa không chuẩn mực khi giao tiếp với học sinh cô cũng mới bị trường cảnh cáo vì hành vi này đã nhiều năm qua tình trạng xuống cấp đạo đức trong môi trường giáo dục việt nam được đề cập rất nhiều tuy nhiên tình hình vẫn không thay đổi chút nào chưa có thời kỳ nào mà nhiều giáo viên bị ví như là thợ dạy chứ không phải là người thầy họ làm tiền bằng mọi cách họ bớt xén kiến thức để bán lại sau khi ép học sinh phải học thêm ai đã biến các thầy cô giáo phải thành thợ dạy như vậy không phải đảng thì là ai giáo viên đi học thành thầy rất vất vả nhưng khi đi dạy thì lương ba cọc ba đồng không đủ sống và đây là hình học trò và cô giáo đại chiến trong lớp Do từ cơ chế nên người giỏi lánh mặt ngành sư phạm đi tìm ngành khác có triển vọng hơn. Đầu vào ngành sư phạm kém chất lượng, chương trình giảng dạy sinh viên sư phạm cũng chẳng chất lượng gì, nên đầu ra cho ngành sư phạm có nhiều người yếu cả về kiến thức chuyên môn lẫn tư cách đạo đức. Và cứ như vậy, ngành giáo dục cứ ngày một nát. Chuyện cô giáo và học trò chia phe đại chiến chỉ là phần rất nhỏ trong cái nền giáo dục thối nát này. Chuyện trò đánh trò thầy đánh thầy, trò đánh thầy và thầy đánh trò đã trở nên thường xuyên trong cái nền giáo dục hết thuốc chữa này từ nhiều năm qua. Môi trường giáo dục Việt Nam hiện nay không có khả năng giúp làm sạch môi trường xã hội, mà ngược lại môi trường giáo dục bị những sự bẩn thiểu từ xã hội tấn công. Ngay trong nhà trường, tình trạng băng đảng với những đầu gấu tuổi học trò đã xuất hiện nhân nhẫn. Môi trường xã hội có thành phần bất hảo có băng đảng có hút chích thì môi trường giáo dục việt nam cũng y hệt như vậy bãi rác xã hội đã xâm lấn vào giáo dục và cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa hiện nay chẳng khác nào một bãi rác nền giáo dục việt nam đã bị đảng cộng sản biến thành công cụ mục đích của đảng là tạo ra những thế hệ mù lòa chỉ biết tin những gì mà đảng cho biết chứ không hề biết được ở ngoài kia thế giới đã cho lớp trẻ những giá trị lớn lao nào. Và đây là hình ai đã biến nghề giáo ra nông nổi thế này. Trong quá trình tạo ra con người mới xã hội chủ nghĩa, nền giáo dục này cũng tạo ra một thứ sản phẩm phụ rất tai hại, đó là môi trường giáo dục nhiễm bẩn rất nặng từ những rác rưởi ngoài xã hội. Khi cả giáo viên lẫn học sinh đều không có tư duy độc lập, thì họ rất dễ nhiễm những thói xấu, và từ đó mang vào trong môi trường giáo dục. Và đó là nguyên nhân khiến giáo dục thành bãi rác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Giáo dục xã hội chủ nghĩa như bãi rác, cô giáo và học sinh chia phe đại chiến. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới